xin kính chào bà con, chào các bạn. Chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tâm Đảo. Và như thường lệ thì tôi là Biên tiếp tục làm những video ngắn để giới thiệu cho bà con và các bạn về những cây giống dược liệu, một trong những loại cây lâm nghiệp cây dược liệu đang được đánh giá là có hiệu quả kinh tế trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay mục tiêu chúng tôi muốn giới thiệu tới bà con là hình ảnh thực tế về cây giống sáo tam phân, một trong những loại cây có thể hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh ung thư liên quan đến rất nhiều các loại ung thư khác nhau. Và đây là hình ảnh thực tế tại trại giống của chúng tôi. Trại giống hiện tại thì có cơ sở tại khu vực chân núi Tam Đảo. Thì bà con có nhu cầu thì đến tận nơi, hoặc là muốn mua cây giống thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi. Tôi là Biên, người đại diện của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Và tôi cũng chỉ sử dụng duy nhất một kênh YouTube này thôi. Ở đầu video cảm ơn bà con đã ủng hộ và theo dõi tôi trong suốt thời gian vừa qua. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của tôi ngày một phát triển hơn và đem lại nhiều thông tin cũng như là video mới cho bà con. Ngày hôm nay cây sáo tam phân thì được gọi là một trong những loại cây thần dược, và ngày xưa với cái tích của nó thì nó xuất phát ở khu vực Khánh Hòa ở trong khu vực phía Nam. Một số các thầy nang y thời đó bây giờ thì được coi đây là một trong những loại cây thần dược, nó không bỏ bộ phận nào cả, từ lá, thân, cảnh đến rễ của cây. Nhưng tuy nhiên thì rễ thì rất ít người lấy, bởi vì là người ta lấy cây cảnh lá nhiều hơn, còn rễ thì để gốc để nuôi cây, không muốn bỏ cây đó. Và đối với cây này thì nó có rất nhiều các hợp chất dược liệu chúng ta đã nghiên cứu rất rõ ràng, các nhà khoa học đã nghiên cứu, thì cái cây này nó có hỗ trợ được điều trị một số các loại bệnh ung thư liên quan đến ung thư vú, phổi và rất nhiều các loại khác. Nó hỗ trợ được khá nhiều các bệnh liên quan đến u bướu nữa. Tôi thì tôi chỉ là bên đơn vị làm giống và kỹ thuật trồng cây cũng như kỹ thuật làm giống, thì chúng tôi cũng rất mong muốn là để làm sao mà cung cấp được cho bà con những cái giống cây nó chuẩn nhất và đem lại hiệu quả kinh tế. Và đây là một trong những loại cây đang được rất nhiều người tin dùng, nhưng mà về cái nguồn giống thì nó còn khá hạn hẹp. Về miền Bắc thì chúng ta thì hiện tại cũng không được mấy nhiều người biết, nhưng khu vực phía Nam thì hầu hết bà con ở trong đấy thì cũng rất tin tưởng sử dụng cái cây này. Đây là gương mặt của tôi. Về cái cây này thì bà con có thể nhìn thấy ở đây cấu trúc cây của nó thuộc dạng cây thân bụi, cây gai, có gai, lá thì thuộc dạng lá thuôn dài nhỏ, cấu trúc lá xanh. Đối với cây này thì hiện tại thì các đơn vị công ty dược liệu của cung cấp sản phẩm dược liệu khô và chế biến dược liệu thì cũng đang đặt hàng rất là nhiều. Chính vì vậy thì cái giá thành của nó, do cái nguồn giống nó hạn hẹp và cái giá thành của nó cũng khá cao, cho nên cái cây này giá nó cũng không rẻ. Bà con có nhu cầu mà mua cây giống thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi. Thì tôi chỉ muốn giới thiệu cho bà con là hình ảnh thực tế về cây giống sáo tam phân này thôi. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ tôi, để tôi có thêm động lực làm những video mới về các loại cây dược liệu. Ngoài ra thì ở đây chúng tôi cũng làm rất nhiều các loại cây khác như trà hoa vàng, cây lâm nghiệp thì có các loại cây đàn hương, gỗ quý và rất nhiều các loại cây khác. Rồi, cảm ơn bà con.